trứng là của ta. Khủng long bạo chúa xuất chiêu. Giao trứng ra đây. Chỉ cần giao trứng ra thì tụi ta sẽ không ra tay với các ngươi. Mau giao trứng ra đi. Không được, đây là trứng của tụi mình mà. Stu, Roti, tụi mình tới rồi nè. Các người coi đây, trứng khủng long ngon nhất thế giới ở đây nè. Đúng đó, ngon hơn trứng của tụi mình nhiều. Nếu các cậu bắt được thì mình sẽ cho các cậu ăn. Hả? Trứng là của ta. Khủng long bạo chúa xuất chiêu. Các cậu phải chia nhau ăn. Chứ tụi mình sẽ chia nhau ăn. Được rồi, vậy mình sẽ để bánh ở đây cho các cậu. Cho ta với. Của ta chứ. Nô này đã hứa là ta giao. Cho ta. Đứa mình. Bên mình giải quyết xong rồi. Các cậu thì sao? Tụi mình cũng an toàn rồi. Mà trở lại đi. Những nhà thám hiểm tài ba. Xin chào. Nhấn đây để đăng ký kênh nha.